Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 2, chương trình sách kết nối tri thức với cuộc sống qua sách và bài tập. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập. Bài 12, danh sách học sinh. Rồi trước hết là các em làm bài tập số 1. Dựa vào bài đọc, đánh dấu V và ô trống trước các y đúng. A. Bản danh sách có tác dụng gì? Nhìn vào danh sách, biết được số lượng học sinh. Theo bảng chữ cái, dễ tìm tên người trong danh sách. Biết được thông tin của từng người, ví dụ như là tên truyện, đăng ký đọc. Giúp học thuộc bảng chữ cái nhanh nhất. Rồi như vậy, để trả lời câu hỏi này, thì mời các em chúng ta cùng xem lại bản danh sách học sinh tổ 2 lớp 2C đăng ký đọc truyện. Dựa vào bản danh sách này, các em trả lời câu hỏi A bài tập số 1. Rồi các em bấm tạm dừng video và các em làm bài trước. Sau khi làm bài xong, các em bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha. Rồi đọc bản danh sách học sinh tổ 2 lớp 2C đăng ký đọc truyện. Thì nhìn vào danh sách, ta biết được số lượng học sinh. Số lượng học sinh ở đây là theo số thứ tự thì chúng ta biết được số lượng học sinh là 8, 8 học sinh. Bản danh sách này còn có tác dụng là theo bảng chữ cái thì dễ tìm được người trong danh sách. Ví dụ chúng ta tìm bạn Hà Anh thì các em biết là tên của bạn Hà Anh có chữ cái đầu tiên là chữ E. Chữ E. Vậy chắc chắn là chữ E đứng đầu bảng chữ cái. Do đó là muốn tìm tên của bạn Hà Anh, các em sẽ tìm ở phần đầu danh sách. Trần Trường An, Nguyễn Hà Anh là các em tìm được bạn Hà Anh, được chưa? Rồi, ngoài ra tác dụng của bản danh sách giúp chúng ta biết được thông tin của từng người. Ví dụ như là tên truyện, đăng ký đọc. Ở đây ví dụ là bạn Nguyễn Hà Anh đăng ký đọc truyện là X Xanh Đi Học. Bạn Nguyễn Ngọc Bảo đăng ký truyện là X Xanh Đi Học. Bạn Đỗ Duy Bắc đăng ký đọc truyện Ngày Khai Trường. Được chưa? Rồi như vậy là chúng ta sẽ hoàn thành bài tập số 1 câu A là như sau. Bản danh sách có tác dụng. Nhìn vào danh sách biết được số lượng học sinh. Theo bảng chữ cái dễ tìm tên người trong danh sách. Biết được thông tin của từng người. Ví dụ như là tên truyện, đăng ký đọc. Còn giúp học thuộc bảng chữ cái nhanh nhất thì điều này không đúng. Tiếp theo là các em sang câu B. Tên học sinh trong bản danh sách được sắp xếp thế nào? Theo thứ tự trong bảng chữ cái, theo tên truyện đăng ký đọc, theo các nhóm học tập. Rồi như vậy là chúng ta biết là tên học sinh trong bản danh sách là được sắp xếp là theo thứ tự trong bảng chữ cái. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Viết từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng G đơn hoặc là G kép dưới hình. Hình thứ nhất, hình thứ hai và hình thứ ba. Các em viết từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng G đơn hoặc G kép. Rồi bây giờ các em bấm tạm dừng video và các em làm trước ra giấy nháp nha. Rồi trước hết ở đây, hình thứ nhất là chiếc bàn này và chiếc ghế này. Thì chúng ta nhận thấy là cái ghế tiếng ghế bắt đầu bằng G ghép, được chưa? Cái ghế.
Hình thứ hai là ghim giấy, rồi có nơi thì gọi là kẹp ghim, có nơi gọi là ghim giấy. Tiếng ghim bắt đầu bằng g ghép. Tiếp theo là gà mẹ gà con. Gà mẹ hoặc gà con thì tiếng gà bắt đầu bằng g đơn. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Các em chọn câu A hoặc là câu B để các em làm bài. A, điền sờ hoặc sờ, rồi viết lời giải câu đố. Thì bài này giúp các em phân biệt được sờ hay sờ nha. Rồi các em bấm tạm dừng video và các em làm bài trước cho dễ nháp. Sau khi làm xong thì các em bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha. Các em đừng quên comment ở bên dưới video cho thầy giáo biết là em đúng hay em sai nha. Rồi như vậy là chúng ta sẽ hoàn thành bài tập số 3 câu A như sau. Điền sờ hoặc sờ. Giữa đám lá mượt xanh. Đặc điểm của đám lá là mượt xanh, đúng không? Giữa đám lá mượt xanh treo từng chùm chuông nhỏ trắng, xanh và hồng đỏ bừng sáng cả vườn quê. Rồi sau khi đã điền xong thì các em đọc cả bốn câu thơ và các em sẽ giải đố xem đây là quả gì nhá. Giữa đám lá mượt xanh treo từng chùm chuông nhỏ trắng, xanh và hồng đỏ bừng sáng cả vườn quê. Rồi ở đây người ta gợi ý cho các em hình ảnh bên cạnh. Thì đây chính là quả roi. Có nơi thì gọi là quả mận. Quả roi, quả mận. Rồi, vùng quê em gọi quả này là quả roi hay là quả mận thì các em comment ở bên dưới video cho thầy giáo biết nha. Tiếp theo, cầu gì không bắc ngang? À, ngang sông. Không trèo qua suối mà trồng lên mây. Vậy đây là cầu gì nhỉ? Cầu gì không bắc qua sông, không trèo qua suối mà trồng lên mây? Đó chính là cầu gì thường xuất hiện sau cơn mưa? Cầu gì có bảy sắc? À, đó chính là cầu vồng. Tiếp theo là các em sang câu B. Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm. Rồi ở đây các em cũng bấm tạm dừng video và các em làm bài trước giờ thứ nháp. Rồi sau khi đã làm bài xong thì các em bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha. Rồi cụ thể đây chúng ta sẽ hoàn thành câu B là như sau. Mắt của ngôi nhà. Vậy các em điền dấu hỏi là những ô cửa, những dấu ngã, ô cửa, cửa dấu hỏi. Hai cánh khép mở như hai hàng mi. Mỗi khi người đi mắt buồn ngủ miết, người về mắt vui thức không biết mệt. Theo Đặng Vương Hưng. Rồi bài thơ này rất là hay. Tác giả ví von rất là hay. Ví mắt của ngôi nhà như là những ô cửa và hai cánh cửa thì như là hai hàng mi. Tiếp theo là các em sang bài tập số 4. Viết tên đồ vật dưới mỗi hình. Rồi đồ vật thứ nhất, đồ vật thứ hai, đồ vật thứ ba là những vật gì? Bây giờ các em bấm tạm dừng video và các em làm trước. Sau khi làm xong thì các em sẽ bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha. Rồi, đồ vật thứ nhất là đồ vật thứ nhất là cái bảng. Đồ vật thứ hai là đèn học. Đồ vật thứ ba là quyển sổ. Rồi, có nơi thì gọi là cuốn sổ.
Rồi tiếp theo, các em bấm tạm dừng video và các em làm bài. Rồi tiếp theo, đồ vật này là, à đây chính là ghế đá. Đồ vật tiếp theo là cái trống. Có em điền là trống trường cũng được. Đồ vật cuối cùng là thùng rác. Tiếp theo là các em sang bài tập số 5, viết câu nêu đặc điểm của một đồ vật ở trường lớp. Ở đây người ta làm mẫu cho chúng ta như sau: thân trống nâu bóng. Thì trống là một đồ vật ở trường, đặc điểm của trống là thân nâu bóng, được chưa? Đặc điểm của thân trống là nâu bóng. Rồi bằng cách làm tương tự thì các em bấm tạm dừng video và các em nêu đặc điểm của một đồ vật ở trường lớp em. Thầy giáo gợi ý các em có thể nêu đặc điểm của cửa sổ này, hoặc là nêu đặc điểm của cái bảng này, được chưa? Rồi các em bấm tạm dừng video và các em làm bài. Rồi ở đây các em có thể tham khảo câu là cửa sổ lớp màu xanh, thì đặc điểm của cửa sổ lớp nè là màu xanh. Hoặc là câu bảng lớp xanh bóng, đặc điểm của bảng lớp nè xanh bóng, được chưa? Tiếp theo các em sang bài tập số 6, đọc các bản đăng ký của các bạn tổ 2 lớp 2C dưới đây. Câu lạc bộ bơi lội thì có bạn Lê Minh Đức và bạn Đỗ Kim Liên đăng ký. Câu lạc bộ cờ vua thì có bạn Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thị Hà, Hà Văn Quang đăng ký. Câu lạc bộ võ thuật thì có bạn Phạm Thị Ban, Ngô Văn Kha, Vũ Duy Nam đăng ký. Rồi sau khi các em đọc bản đăng ký của các bạn tổ 2 lớp 2C thì chúng ta cùng làm bài tập số 7. Dựa vào thông tin ở bài tập 6, hoàn thiện bản danh sách dưới đây. Danh sách học sinh tổ 2 lớp 2C, bản đăng ký tham gia câu lạc bộ, số thứ tự, họ và tên câu lạc bộ. Ở đây các em nhớ là họ và tên thì phải được viết theo thứ tự bảng chữ cái nha. Các em viết theo thứ tự bảng chữ cái. Rồi sau đó là các em sẽ điền những thông tin. Ví dụ là bạn Nguyễn Phương Anh thì đăng ký câu lạc bộ cờ vua. Bạn Phạm Thị Ban thì đăng ký câu lạc bộ võ thuật. Bạn Lê Minh Đức thì đăng ký câu lạc bộ bơi lội. Được chưa? Rồi, các em dựa vào các bản đăng ký này, các em hoàn thành bài tập số 7. Rồi bây giờ các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành nha. Rồi trước hết là các em sẽ sắp xếp tên của các bạn này theo bảng chữ cái. Ở đây thầy giáo viết bảng chữ cái ra cho các em dễ hình dung. Rồi ở đây Lê Minh Đức thì chữ cái đầu của tên là D này. Đỗ Kim Liên chữ cái đầu của tên là N này. Nguyễn Phương Anh chữ cái đầu của tên là A này. Nguyễn Thị Hà chữ cái đầu là H này. Tương tự là Hà Văn Quang chữ cái đầu là Q này. Phạm Thị Ban chữ cái đầu là B. Ngô Văn Kha chữ cái đầu là K này. Vũ Duy Nam chữ cái đầu là N. Rồi những chữ cái đầu của mỗi tên thì thầy giáo tô màu đen để chúng ta dễ sắp xếp, được chưa? Trước hết là A, tức là một là Nguyễn Phương Anh. B là Phạm Thị Ban. Tiếp theo đến D là Lê Minh Đức. H là Nguyễn Thị Hà. Rồi K là Ngô Văn Kha. N là Đỗ Kim Liên. N là Vũ Duy Nam. Và Q là Hà Văn Quang.
Như vậy là chúng ta đã sắp xếp được tên của các bạn theo thứ tự trong bảng chữ cái. Bây giờ các em kết hợp với thông tin trong các bản đăng ký này để các em hoàn thành bài tập số 7 nha. Ví dụ như là bạn Nguyễn Thị Hà, bạn Nguyễn Thị Hà đăng ký câu lạc bộ cờ vua, đúng không? Bạn Hà Văn Quang đăng ký câu lạc bộ cờ vua. Bạn Vũ Duy Nam đăng ký câu lạc bộ võ thuật, được chưa? Rồi như vậy là chúng ta sẽ hoàn thành bài tập số 7. 3 là Lê Minh Đức này. 4 là Nguyễn Thị Hà câu lạc bộ cờ vua. 5 là Ngô Văn Kha câu lạc bộ võ thuật. 6 là Đỗ Kim Liên câu lạc bộ bơi nội. 7 là Vũ Duy Nam câu lạc bộ võ thuật. 8 là Hà Văn Quang câu lạc bộ cờ vua. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.